Vâng, xin chào tất cả các bạn. Thì Singapore được đánh giá là đất nước an ninh hàng đầu và đặc biệt là chi phí khi du học tại Singapore thì lại rẻ hơn các nước khác, trong khi bằng cấp thì lại được công nhận quốc tế. Và điều này đã thu hút rất nhiều sinh viên đến Singapore để du học. Và du học Singapore ngành quản trị kinh doanh thì yêu cầu đầu vào ra sao? Cơ hội nghề nghiệp cũng như ưu đãi dành cho du học sinh như thế nào? Thì ngày nay có rất là nhiều bạn trẻ ước muốn sau này có thể trở thành những cái nhà kinh doanh quản lý hay là những cái nhà tài phiệt giỏi. Và để giúp các bạn học sinh, sinh viên đang có ý định du học Singapore ngành quản trị kinh doanh thì với tấm bằng cử nhân về kinh doanh sẽ giúp cho các bạn có nhiều cơ hội về nghề nghiệp và thăng tiến trong công việc của mình. Thì Bảo Trâm xin giới thiệu đến với các bạn về Học viện Quản lý Nan Giang, là một trong những học viện tại Singapore có đào tạo về chuyên ngành quản trị kinh doanh. Thì học viện được thành lập vào năm 2001, có liên kết với trường Federation University của Úc cấp bằng, đào tạo các chuyên ngành như là quản trị kinh doanh, du lịch và khách sạn hay là chuyên ngành về xây dựng. Và du học Singapore ngành quản trị kinh doanh tại Học viện Nan Giang đào tạo các chương trình từ chứng chỉ, cao đẳng cho đến cử nhân và thạc sĩ. Và với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành quản trị kinh doanh và đội ngũ giảng viên thì tận tình và là các chuyên gia đứng đầu trong các ngành thì sẽ giúp cho các bạn có được những kiến thức cũng như kỹ năng riêng cho bản thân, kỹ năng về thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm hay là kỹ năng đàm phán, cũng như là kỹ năng giao tiếp và lãnh đạo. Thì song song đó, khi học tại trường Nan Giang, các bạn luôn được khuyến khích để có thể tự tạo lập cái sự nghiệp riêng cho bản thân của mình. Và du học Singapore ngành quản trị kinh doanh bắt đầu nhận các bạn học sinh từ khi hoàn thành hết lớp 10 tại Việt Nam. Các bạn chỉ cần học 4 tháng với học phí là 4.400 đô la Singapore thì sẽ nhận được cái là chứng chỉ kinh doanh. Sau đó các bạn sẽ học tiếp 8 tháng ở bậc cao đẳng quản trị kinh doanh với học phí là 8.800 đô la Singapore. Và khi hoàn thành xong cái bậc cao đẳng quản trị kinh doanh thì bạn sẽ được cấp một cái bằng từ Học viện Quản lý Nan Giang. Lúc này thì bạn có thể trở về Việt Nam với tấm bằng cao đẳng hoặc là học tiếp bậc cử nhân quản trị kinh doanh trong vòng 16 tháng với học phí là 18.000 đô la Singapore. Và khi tốt nghiệp thì các bạn sẽ nhận được bằng của trường Federation University của Úc cấp bằng. Và du học từ sớm thì các bạn chỉ mất khoảng 3 năm để có thể nhận bằng đại học, giúp cho các bạn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian và chi phí. Và hoàn thành khóa học quản trị kinh doanh tại trường Nan Giang, các bạn sẽ tránh được những bỡ ngỡ khi làm việc trong một cái môi trường kinh doanh quốc tế đầy sự cạnh tranh và có thể linh hoạt thích nghi trong mọi vấn đề. Và như chúng ta đã biết thì ngoài việc chọn trường, chọn ngành như thế nào cho phù hợp thì các quý vị phụ huynh và tất cả các bạn học sinh thì cũng rất là quan tâm đến vấn đề chỗ ở. Và đối với các bạn du học sinh Việt Nam thì việc đăng ký phòng tại ký túc xá và thuê nhà ở Singapore trước khi đi du học tại đây là một điều rất là quan trọng. Và để có thêm thông tin, bạn cần tìm hiểu rất kỹ từ trường đại học nơi bạn lựa chọn theo học trước khi mà các bạn đáp chuyến bay của mình đến với đất nước Singapore. Thì như các bạn cũng biết thì đất nước Singapore cũng khá là nhỏ, chỉ rộng hơn thủ đô Hà Nội một chút mà thôi. Và dân số thì khoảng 5 triệu dân. Tuy nhỏ nhưng mà một đất nước không thể phủ nhận đối với đất nước này đó là hệ thống giáo dục rất là tốt và hệ thống an ninh thì chặt chẽ. Và nếu lần đầu tiên đến với Singapore thì ký túc xá là một sự lựa chọn hợp lý. Tuy nhiên thì không phải trường nào tại Singapore thì đều ký túc xá riêng dành cho sinh viên. Vì vậy các bạn phải lựa chọn các hình thức nhà ở khác như là ở homestay hay là thuê căn hộ và ở chung với tất cả các bạn bè của mình. Và Bảo Trâm khuyên thì các bạn nên lựa chọn nhà ở gần với trường hay là gần với tàu điện ngầm, trạm xe buýt để tiện cho việc đi lại của mình hơn. Và còn bất kỳ thắc mắc nào về du học Singapore, các bạn cũng có thể liên hệ ngay với lại các chuyên viên tư vấn của công ty du học Tân Đại Dương theo địa chỉ 148 Sự 1 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ngoài ra Tân Đại Dương còn hai chi nhánh ở quận 5 và thành phố biển Nha Trang, lưu ý không có chi nhánh nào ngoài Hà Nội. Và các bạn cũng có thể gọi ngay đến số điện thoại 0838484879 hoặc là truy cập vào website tandaiduong.edu.vn. Và giờ đây thì xin mời tất cả các bạn hãy cùng xem một clip chia sẻ của một bạn học sinh đã đến du học ở tại đất nước Singapore này nhé. Em tên là Trần Bảo Ngọc, năm nay em 24 tuổi. Quê của em thì ở Bạc Liêu, nhưng mà em tốt nghiệp xong 12 thì em lên Sài Gòn học thì được 6 năm. Em tốt nghiệp ở trường Sài Gòn Tourist. Thường thời gian ngoài thời gian đi làm thì thời gian rảnh em đi xem phim, mua sắm. Theo em biết thì đất nước Singapore là một cái đất nước rất là sạch sẽ và lại cái môi trường sống rất là cao, thì em muốn qua bên đó học để phát triển cái tiếng Anh của mình hơn. Trước đây thì em đi làm ở Sài Gòn trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn thì được khoảng 2 năm. Nhưng mà cái môi trường đó thì phải tiếp xúc với người nước ngoài nhiều, thì em thấy cái vốn tiếng Anh của mình chưa có được giỏi lắm thì em muốn mình được đi học trao dồi hơn. Đầu tiên thì em đăng ký ở trường Nan Giang, 6 tháng học tiếng Anh. Sau 6 tháng tiếng Anh đó thì nếu mà em có điều kiện thì em sẽ đăng ký thêm chương trình quản trị kinh doanh ở đó.
Em làm ở hồ sơ ở Tân Đại Dương thì các chị nhân viên ở đó rất là nhiệt tình, vui vẻ. Mấy chị rất là chu đáo, giống như là mình thiếu hồ sơ gì hoặc là chỉ cần gì thì chị cứ liên hệ trực tiếp thì em bổ sung cho chị. À, người làm hồ sơ cho em là chị Kim, chị rất là nhiệt tình, vui vẻ và chị rất là nhiệt tình hỗ trợ em trong cái hồ sơ giấy tờ để chuẩn bị đi học. Trước đây thì em có khoảng 2-3 người bạn đã từng làm ở đây rồi và bạn em đã giới thiệu em đến. Thì bạn em nói là ở đây rất là làm việc rất là nhanh nên em đến để làm. Trong vòng 1 tháng thì em đã nhận được student pass. Nếu mà sau này em có bạn bè để đi học thì chắc chắn là em sẽ giới thiệu đến thành đại dương của mình. Dạ, em thấy ở đây anh chị rất là vui vẻ, giấy tờ lại nhanh nên em thấy cái gì tốt thì em sẽ giới thiệu cho bạn em.